No, with eyes. How much? 50. Đây là một quán cà phê Amazon ở trung tâm Udon Thani các bạn ạ. Và phong cách của Amazon đó là cây cối có vẻ là rừng nhiệt đới. Đấy, rất nhiều cây cối. Và tôi sẽ uống cà phê đây để chờ đi xe bus về Viêng Chăn. Đây là quang cảnh bên ngoài của cái trung tâm mua sắm của Udon Thani. Central Plaza. Quang cảnh cũng khá gần gũi giống như Việt Nam các bạn ạ. Như vậy là tôi đã ở Udon Thani được ngày hôm nay là ngày thứ hai các bạn ạ. Trong video này thì tôi sẽ không quay nhiều về cảnh phố phường của Udon Thani nữa, mà mời các bạn xem phố phường, kiến trúc rồi quang cảnh của Udon Thani ở cái link tôi đặt bên dưới nhá. Rồi, bến xe bus đây rồi. Về Viêng Chăn thôi. Mua được nước đây rồi, nước và bánh. Và xe Viêng Chăn đây rồi. Lên xe. Rồi, mình đi theo lên. Không hiểu thế nào mà mình lấy vé lại được cái số A1 thế này. Đấy, nước rồi. Đấy, các bạn thấy không? Bác Tài vẫn ngồi bên trái nhé. Khách bắt đầu lai rai lên xe rồi. Bác Tài đấy, bác Tài mặc áo trắng chuẩn bị. Đấy, bắt đầu là khởi hành rồi đấy. Phụ xế cũng lên rồi, bắt đầu khởi hành rồi. Chạy đúng 12 giờ các bạn ạ. Sau 2 tiếng là sẽ đến Viêng Chăn thôi. Từ Udon Thani về đến Viêng Chăn chỉ có khoảng 100 mấy cây thôi mà. Rồi, ra khỏi bến xe. Cũng nhiều quán tiều tụy lắm. Đây, đây là những khung cảnh phố phường Udon Thani cuối cùng trong buổi sáng hôm nay. Bây giờ là buổi chiều rồi, bây giờ hơn 12 giờ rồi. Bên phải là một cái vòng xoay lớn. Bác Tài rất lịch sự, áo trắng dài tay, rất nghiêm túc. Nhiều khi mình cũng buồn là vì Hà Nội, Sài Gòn tình trạng vỉa hè lộn xộn. Nhưng mà ở đây đất nước Thái Lan thì nó cũng có hơn Việt Nam đấy. Và nhưng mà vỉa hè thì cũng thế thôi. Dân buôn bán, dân nghèo buôn bán rồi cũng lấn chiếm tùm lum hết.
nhưng mà hình như cũng sơn một cái vạch vàng ở trong đấy. Việt Nam bây giờ học tập có cái vạch vàng là vạch hạn chế đấy. Việt Nam bây giờ các ông còn đang định cho thuê vỉa hè nữa cơ, tức là hợp thức hóa cái chuyện đó. Chứ vỉa hè là người đi bộ, luật người ta quy định, luật đường bộ hay là gì đấy người ta quy định rồi, xong bây giờ là bảo cho thuê vớ vẩn. Rồi ra ngoài ô của Udon Thani rồi. Đấy, con đường đi về Viêng Chăn. Vào khu vực biên giới rồi các bạn ạ. Đây là cửa khẩu Nọng Khai của Thái Lan. Cửa khẩu này là vào tỉnh Nọng Khai. Bây giờ làm thủ tục xuất cảnh Thái Lan. Và bây giờ đang tiến lên cầu Hữu Nghị rồi. Hoa phượng đang nở rất đẹp. Vào cầu. Đến giữa cầu thì có một cái vạch các bạn ạ. Bên này cờ Thái, bên kia là cờ Lào. Đây vẫn cờ Thái nha, đấy. Đấy, cờ Lào rồi đấy. Rồi, đã tiến vào đất Lào rồi và cửa khẩu Lào đây rồi. Nhanh thôi, lúc về thì nhanh. Rồi, xuống làm thủ tục. Rời cửa khẩu Hữu Nghị. Mấy cây dừa này sơ sát quá rồi. Phố phường Viêng Chăn lại hiện ra rồi. Xe buýt này là sẽ đưa tôi thẳng về bến xe buýt Chợ Sáng. À đây, đi qua cái cây xăng mà hôm kia là vào đây trú mưa rồi là uống cà phê ăn trưa ở đây đây. Ok, tình cờ nhỉ. Xe vào đây đổ xăng. Đấy, cà phê này là hôm nọ ngồi đây mấy tiếng luôn. Anh chị chủ của quán cà phê này cũng nhiệt tình lắm, kêu xe dùm rồi phục vụ chu đáo, đưa dây cắm tiếp điện rồi là bắt buộc wifi vân vân, rồi tiếp tục hành quân. Đấy, bác tài và bác phụ đều là sơ mi trắng dài tay. Chợ Sáng đây rồi. Chợ Sáng đang sửa chữa và trong quá trình hoàn thiện. Quẹo vào bến xe. Xuống xe bà con ơi. Các bác có xe ôm cho túc túc là sẵn sàng phục vụ rồi. Vậy là tôi đã về đến trạm xe bus ở Chợ Sáng rồi.
Và bây giờ bắt xe bus để đi bến xe phía Nam để bắt xe về Bắc Xê các bạn ạ. Đây là bến xe Chợ Sáng, Morning Market Bus Station. Học tiếng Anh phải nói thỉnh thoảng nổ vài câu để cho các bạn còn đánh giá chứ. Đây, chiếc xe sẽ chở ta đi bến xe Nam Viêng Chăn các bạn nhé. Lên xe xem nào. Chưa có ai, có hai bà. Rất vắng. Xe Trung Quốc các bạn ạ. Nhưng mà rất mới và cũng khá hiện đại đấy. Lại vẫn là chiếc xe bus số 29 các bạn ạ. Hôm đến Viêng Chăn thì cũng bắt cái bus này, cái bus số 29 nhé các bạn. Đến đây thì nhớ bắt bus là 29, sẽ đi từ bến xe Nam Viêng Chăn, tức là bến xe phía Nam đấy, là chạy thẳng về Chợ Sáng luôn. Và ngược lại là các bạn muốn bắt xe về Việt Nam thì lại đi xe này để ra bến xe Nam Viêng Chăn. Xe sắp chạy rồi nhưng mà bây giờ vẫn xe, trên xe chỉ có tôi và ba người nữa thôi. Nhưng mà rất rẻ bạn ạ, mười mấy cây số rồi đi. Các phương tiện khác hỏi là hơn 100 ngàn kíp. Nhưng mà đi xe này chỉ có 6 ngàn thôi, hơn 100 ngàn kíp. Đấy, có ông xe lôi còn đòi là 150 ngàn kíp cơ. Cho nên là khá mắc đấy. Mà đi xe này thì rất rẻ, chỉ có 6.000 kíp thôi nhá. Tranh thủ xe chưa chạy review với các bạn cái xe này nhá. Đây, toàn bộ là tiếng Trung Quốc các bạn ạ. Thậm chí không có tiếng Lào luôn, không có chữ Lào luôn. Đấy, có tiếng Trung Quốc và tiếng Anh thôi. Tại vì xe Trung Quốc sản xuất mà. Đây có cái sơ đồ tuyến xe này. Lại xuống xe tí, quay cảnh bên ngoài một tí. Too hot. Đấy, toàn cảnh này. Rất nhiều chữ Trung Quốc, hình như là cái tuyến xe buýt này là cũng là liên doanh. 44 người. Mình biết một tí Trung Quốc đấy, có chữ người đấy. Nhân đấy. Nhưng mà xe này rất chuyên nghiệp các bạn ạ. Đấy, cabin lái xe mà có cửa riêng vào như là máy bay nhá. Chứ không có phải xe ú ớ, Việt Nam là nhiều cái xe buýt đóng không có chuyên nghiệp gì cả. Kiểu như là xe khách xong thằng làm theo xe buýt thôi. Đây chữ Trung Quốc này. Đồng hồ báo nhiệt độ rồi báo thời gian rồi vân vân. Đây là các cảnh báo này. Đấy, nhiệt độ rồi thời gian. Đây cũng là một cái bảng kỹ thuật gì đây. Rồi, bác tài lên rồi, đóng cửa thấy chưa? Giống như máy bay luôn. Vào, đóng cửa lại. Rồi, phụ xế lên, chuẩn bị chạy rồi. Và hai bàn tay này cũng đang đi đâu đây? Bắt đầu đi về bến xe Nam Viêng Chăn. Chúng ta lại đi qua Patusay này. Viêng Chăn đang tiếp tục xây dựng nhiều công trình lắm. Các bạn thấy bên tay phải này, nhiều cao ốc đang mọc lên. Ôi, đây có cái biệt phủ này. Hoành tráng quá. Rồi, một cái chợ. Vào tới bến xe Nam Viêng Chăn rồi. Bây giờ tôi sẽ xuống xe để vào mua vé đi Bắc Xê. Bến xe Nam Viêng Chăn.
Hay quá, rẻ tiền. Hôm tới đi hỏi vé hoang mang, hỏi xe hoang mang quá. Toàn 100.000 với cả 150.000. Đây là quang cảnh bến xe Nam Viêng Chăn các bạn ơi. Đi tới Viêng Chăn cũng xuống bến này và đi về Việt Nam cũng sẽ đi bến này các bạn. Tôi vừa mới mua một cái vé như vậy là 290.000 ria. À xin lỗi, 290.000 kíp, quên cái nhầm lẫn. Kiếm gì ăn ở kia, sang dãy kia có cơm ăn này. Trưa nay còn chưa ăn nữa.